Ronaldo là một huyền thoại sống của thế giới bóng đá. Anh đã giành được tất cả các danh hiệu cao quý với một cầu thủ và có thể nói, những thành công hiện tại của Ronaldo còn có sự góp mặt rất lớn của một nhân vật cực kỳ quan trọng, một huyền thoại khác trong làng bóng đá thế giới, Sir Alex Ferguson. Người thầy cũng như là người cha thứ hai của cầu thủ người bầu. Họ có một mối quan hệ cực kỳ thân thiết, có thể ví như là cha với con trên sân cỏ. Thậm chí một số cầu thủ MU còn từng đăng đàn về việc Sir Alex quá chiều chuộng cầu thủ tài hoa này. Nhưng có đôi lúc, trong mối quan hệ của họ cũng xuất hiện nhiều biến cố. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự kiện này nha. Ronaldo đã ký hợp đồng thi đấu với MU khi chỉ mới 18 tuổi. Thần đồng của Sporting Lisbon thời điểm đó là một cầu thủ màu mè, thường xuyên lạm dụng kỹ thuật của mình để trêu tức đối thủ. Không những vậy, những pha xử lý thừa thải đó đôi khi làm chậm nhịp tấn công của cả đội và các siêu sao trong phòng thay đồ MU lúc đó không hề thích điều này một chút nào. Họ cô lập anh ta trong tập luyện cũng như trong thi đấu. Một số cầu thủ thậm chí cũng không thèm chuyền bóng cho Ronaldo. Điển hình là siêu tiền đạo người Hà Lan Van Nistelrooy một lần đã lao vào Ronaldo để dạy bảo cho người đàn em nhỏ tuổi. May mắn lúc đó là Gary và Kidd đã ngăn chặn kịp thời hành động này. Sau đó thì Sir Alex đã lên tiếng bên vực cậu học trò cưng và chính điều này đã làm rạn nứt mối quan hệ của huấn luyện viên người Scotland với Van Gaal. Và không lâu sau, anh chàng người Hà Lan đã khăn gói rời khỏi thành Manchester. Dù yêu quý Ronaldo là vậy, nhưng cũng có lần Sir Alex đã phải nổi điên với cầu thủ này. Đó là sau trận thua của MU trước Benfica thuộc khuôn khổ UEFA Champions League. Trong trận đấu đó, Ronaldo đã thi đấu cực kỳ tệ. Không những thế, sau khi bị các cổ động viên Benfica la ó, anh này đã không ngần ngại giơ thẳng ngón tay thối về phía khán đài của đội bóng đến từ Bồ Đào Nha. Hành động đó đã làm Sir Alex phát điên. Ông bực tức đi vào phòng thay đồ, chỉ thẳng mặt Ronaldo và nói: "Cậu nghĩ cậu là ai? Việc của cậu ở đây là chơi bóng chứ không phải là gây hấn với đám khán giả. Cậu sẽ không bao giờ trở thành một cầu thủ giỏi nếu tiếp tục cư xử thiếu chuyên nghiệp như vậy." Cả phòng thay đồ im lặng. Còn chủ nhân 5 quả bóng vàng của chúng ta thì khóc như một đứa trẻ. Anh khóc to đến mức các nhân viên an ninh của sân vận động thậm chí cũng phải vào xem là có chuyện gì đang xảy ra. Sau sự việc đó, Ronaldo đã có một biệt danh mới ở câu lạc bộ là em bé khóc nhè. Nhờ có sự việc ngày hôm đó, Ronaldo mới trưởng thành hơn và đạt được nhiều thành công như ngày hôm nay. Nhưng ít nhất, Ronaldo còn được Sir Alex giải thích rằng ông ta làm như vậy là muốn tốt cho anh. Một số cầu thủ khác đen đuổi hơn như Beckham hay là Roy Keane thậm chí cũng không biết lý do tại sao Sir Alex lại chuyển bắn hay thậm chí là đá họ đi khỏi câu lạc bộ. Sau tất cả cho đến ngày hôm nay, mỗi khi được hỏi về Sir Alex, Ronaldo vẫn dành tất cả sự tôn trọng của mình cho người thầy. Anh luôn công khai cảm ơn Sir Alex vì sự nghiêm khắc của ông mà anh mới có được thành công như ngày hôm nay. Nhờ ông, anh đã có được mọi danh hiệu cá nhân cũng như tập thể trong bóng đá và từng bước đi vào ngôi đền của những huyền thoại.